Hello anh em nhé, sau đây mình giới thiệu đến anh em một số dòng mô tô tại cửa hàng xe máy Phương Nam. Mình đang xả mạnh cho anh em đi nha. Đấy, mô tô rất là nhiều xe luôn. Và anh em cần xe nào cứ liên hệ giúp mình nhé. Tất cả các xe đây đều máy móc êm, mọi chức năng hoạt động đầy đủ nhá. Mua về là đi, không phải làm gì. Đây, chiếc đầu tiên mình muốn giới thiệu đến anh em. Tại trong này nó hơi tối chút nha anh em nhé. Cái bên ngoài thì nó rất là đẹp nhá. Đây là một chiếc GBX Demon 150 phân khối, hàng nhập Thái nguyên con nhá. Đấy, hàng nhập Thái. Đấy, kiểu dáng rất là ngầu. Giá thì đang cực kỳ rẻ cho anh em mùa này luôn. Anh em mùa này mua xe rất này thì rất là rẻ luôn anh em nhá. Bình thường con này nó phải tầm 30 ba mấy củ, nhưng mà hôm nay cửa hàng mình để cho anh em với giá là 23 củ con xe này thôi nha anh em. Đấy, 23 củ xe này nhá. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp, có ship xe các tỉnh Bắc Trung Nam đều ship được hết nha anh em. Rồi, chiếc SZ nhập nha, mà Yamaha 150 phân khối, bản nhập châu Âu. Đấy, xe sạch sẽ hai đĩa trước đĩa sau nha. Đấy, đang trong tình trạng hoạt động tốt, xe này để xả cho anh em là 18 củ thôi nha. Đấy, đợt trước thì đang lúc sôi động thì xe này nó khoảng tầm 23 đến 25. Hôm nay cửa hàng mình để cho anh em có 18 củ thôi nha. Rồi, tiếp theo đây là mình còn hai chiếc KBR Boss City hệ thống 6 số két nước làm mát, dòng này đi xa cực kỳ ổn định nha. Con này cái đợt mà thị trường sơ lỗi mình bán là thị trường bán khoảng tầm 20 mấy củ ấy. Nhưng hôm nay mình giảm mạnh cho anh em luôn. Con màu xanh này để cho anh em là có 15 củ thôi nha. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua xe mua rất này thì đang rất là rực rẻ nha anh em. Đấy, 15 củ nha. Rồi, chiếc màu xám lông chuột để cho anh em 16 củ luôn. Đấy, 16 củ nha. Rất là rẻ luôn anh em. Rồi, tiếp theo là tiền ít thịt nhiều đây. Đây là một trong những con Folix. Đấy, kiểu dáng rất là ngầu nha anh em. Xe như kiểu phân khối lớn luôn. Đấy, con này 125 phân khối. Lúc thị trường sôi nổi con này đang bán là 20 mấy 30 củ ấy. Nhưng ngày hôm nay tại cửa hàng xe máy Phương Nam để cho anh em có 19 củ nha. 19 củ. Nhưng mấy xe này anh em có thể trả góp không đồng được luôn nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Rồi, tiếp theo đây là GSX bản R. Đây là một dòng siêu tốc độ của dòng Suzuki. Bạn nào có nhã hứng, có đang có ý định mà mua ví dụ như Raider, Sachio thì các bạn có thể mua cho mình chiếc xe này thì nó lên tầng đẳng cấp cao, đó là dòng mô tô. Đấy, xe mọi chức năng hoạt động tốt nha. Suzuki. Đấy, 6 số, con này để cho anh em là 28 củ nha. Con này mình đang xả lỗ, lần trước mình lấy con này vào là 35 củ. Lúc thị trường trôi lỗ là mình bán 38-40 nha. Nhưng ngày hôm nay mình xả mình rẻ cho anh em luôn, chỉ có 28 củ chiếc xe này thôi. Đấy, anh em cần thì liên hệ sớm giúp mình nha, xe đẹp long lanh luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một chiếc Super Harley máy V170. Dòng Harley đây. Đó, biển số 72, đăng ký 2012. Đấy, xe này lúc thị trường sôi nổi là mình bán 80 củ nha anh em. Đấy, nhưng ngày hôm nay tại cửa hàng có một cái giá ưu đãi cực kỳ cho anh em luôn. Con này chỉ còn 69 củ nha. 69 củ có chiếc Super Harley nha anh em. Anh em mua thì nhanh tay liên hệ giúp mình. Nhấc máy lên alo giúp mình nha. Đó, kiểu dáng rất là đẹp nha. Đấy, cửa hàng mình có hỗ trợ ship xe toàn quốc, có trả góp không đồng. Đó, và có thể góp qua cửa hàng luôn. Đấy, mười mấy củ là có một siêu xe mô tô để đi rồi anh em nha. Anh em cần liên hệ giúp mình rồi, xin cảm ơn nha. Rồi, anh em nào mà chưa follow kênh hay chưa đăng ký thì cứ theo dõi giúp mình nha, ủng hộ mình nha. Rồi, xin cảm ơn.